Chào mừng các em đã đến với chương trình Toán học lớp 4. Để học tập tốt, các em hãy chuẩn bị một cuốn sách giáo khoa Toán 4, một cuốn vở bài tập Toán 4 tập 1 và đằng sau bìa số 4 có đính kèm phần mềm sách điện tử iCBook. iCBook là phần mềm do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành. Nếu bạn nào chưa có, hãy truy cập ngay website www.icbook.vn để được hướng dẫn và hỗ trợ thêm. Còn bây giờ, mời các bạn cùng bước vào bài học. Mời các em cùng tìm hiểu bài luyện tập trang 17 sách giáo khoa Toán 4. Qua bài học này, các em sẽ được củng cố về cách viết và đọc các số đến lớp triệu, thứ tự của các số và cách nhận biết giá trị của từng chữ số theo hàng và lớp. Mời các bạn cùng thực hiện bài 1. Đọc các số và nêu giá trị của chữ số 3 và chữ số 5 trong mỗi số. Chúng ta đã có các số cho sẵn và chúng ta sẽ có một cột đọc. Với bài tập này, chúng ta sẽ thực hiện đọc giá trị của chữ số 3, còn chữ số 5 các bạn sẽ tự thực hiện. Với số đầu tiên, 35627449, đây là số có 8 chữ số. Vậy chúng ta biết được chữ số 3 sẽ là số có giá trị cao nhất và thuộc hàng chục triệu. Vậy số này sẽ được đọc là 35.627.449. Và các bạn cùng nhìn thì chữ số 3 ở đây nó thuộc hàng chục triệu. Vậy giá trị của chữ số 3 đó chính là 30 triệu. Tương tự như vậy thì các bạn sẽ thực hiện được ở câu B, câu C và câu D. Hãy mau chóng thực hiện và so sánh với kết quả của cô. Đây là số 123.456.789. Và số này có chữ số 3 thuộc hàng triệu. Giá trị của chữ số 3 là 3 triệu. Hãy cùng so sánh kết quả câu C và câu D với cô nào. Các bạn đã hoàn thành tốt bảng này chưa? Nếu bạn nào sai, hãy cùng sửa lại và chúng ta hãy cùng thực hiện bài 2. Viết số, biết số đó gồm. Số được cho gồm các giá trị ở các hàng và dựa vào những giá trị được cho chúng ta sẽ viết được số. Cùng quan sát câu A. 5.700.000, 60.000, 340 và 2 đơn vị. Vậy thì chúng ta sẽ viết được số đầu tiên sẽ là chữ số 5 thuộc hàng triệu và 700.000. Dựa vào thông tin thì chúng ta sẽ viết được số như sau. 5760342, số này được đọc là 5.760.342. Các bạn đã làm đúng chưa nào? Hãy thực hiện tương tự với câu B, câu C và câu D và so sánh kết quả của cô. Đây là kết quả. Như vậy, chúng ta đã viết được các số khi biết số đó gồm có những giá trị nào. Hãy cùng cô thực hiện bài 3. Bài 3. Số liệu điều tra dân số của một nước vào tháng 12 năm 1999 được viết ở bảng sau. Chúng ta có bảng với cột tên nước và số dân. Dựa vào những thông tin có ở trong bảng này, chúng ta hãy cùng trả lời những câu hỏi. Nước nào có số dân nhiều nhất? Vậy, để biết được nước nào có số dân nhiều nhất thì ở cột số dân, chúng ta hãy cùng tìm số nào có giá trị lớn nhất. Dễ dàng chúng ta tìm ra được 989.200.000 là số lớn nhất trong cột số dân đúng không nào? Và đây chính là số dân của Ấn Độ. Như vậy, chúng ta trả lời được rằng Ấn Độ có số dân nhiều nhất, 989.200.000 người đó các em. Vậy nước nào có số dân ít nhất? Chúng ta hãy cùng tìm số có giá trị bé nhất trong cột dân số nào. À, đó chính là số 5.300.000 đúng không nào? Và đây là số dân của Lào. Như vậy, nước có số dân ít nhất là Lào với 5.300.000 người. Vậy, các em hãy dựa vào số dân đã cho để viết được
để viết được tên các nước có số dân theo thứ tự từ ít đến nhiều. Vậy để thực hiện được câu này, các bạn hãy thực hiện so sánh giữa các số. Số nào bé nhất thì chúng ta viết trước và viết lần lượt. Thì số bé nhất đó là số 5.300.000, đúng không nào? Và đây là số dân của Lào. Vậy Lào là nước có số dân ít nhất, sau đó sẽ là đến nước Campuchia. Và tiếp theo đó là số dân của nước Việt Nam. Các bạn hãy thực hiện so sánh và so sánh với kết quả của cô nào. Đây là tên các nước có số dân theo thứ tự từ ít đến nhiều. Đó chính là Lào, Campuchia, Việt Nam, Liên bang Nga, Hoa Kỳ và Ấn Độ. Bây giờ mời các em hãy cùng thực hiện bài 4. Cho biết 1.000 triệu gọi là 1 tỷ. Viết vào chỗ chấm theo mẫu. Chúng ta có một bảng có cột viết và cột đọc. Cột viết chúng ta có số và cột đọc. Như ở đây thì chúng ta biết được đây là số 1.000 triệu. 1.000 triệu này là số gồm 1 chữ số 1 và 9 chữ số 0 ở bên cạnh. 1.000 triệu hay còn được gọi là 1 tỷ. Vậy tương tự thì ta có 5.000 triệu hay được gọi sẽ là 5 tỷ. 315.000 triệu là số được viết như ở đây, gồm số 3, số 1, số 5 và 9 chữ số 0 ở bên phải. Số này còn được gọi là 315 tỷ. Vậy 3 tỷ được viết như thế nào? 3 tỷ sẽ tương tự viết như 1 tỷ, gồm 1 chữ số 3 và 9 chữ số 0 ở bên cạnh. Và 3 tỷ hay còn được gọi là 3.000 triệu. Các bạn đã hiểu rõ bài tập này chưa? Bây giờ mời các bạn cùng thực hiện bài 5. Trong lược đồ sách giáo khoa có ghi số dân của một số tỉnh thành phố năm 2003. Đọc số dân của các tỉnh thành phố đó. Việc làm của các em cần làm bây giờ đó chính là hãy mau chóng quan sát lược đồ có trong sách giáo khoa trang 18 để biết được tỉnh và thành phố đó có số dân là bao nhiêu. Hãy mau chóng thực hiện và so sánh với kết quả của cô. Đây là kết quả. Hà Giang có số dân là 648.100. Hà Nội 3.007.000. Làm tương tự, chúng ta sẽ biết được số dân của tỉnh Quảng Bình, tỉnh Gia Lai, Ninh Thuận, thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau, đúng không nào? Các bạn đã hoàn thành xong bài tập 5 rồi. Để nắm vững hơn kiến thức bài luyện tập trang 17 sách giáo khoa toán 4, mời các bạn mở phần mềm iCBook vở bài tập toán 4 tập 1 để cùng luyện tập thực hành. Chúng ta có 4 bài tập, cùng thực hiện bài 1. 1. Viết theo mẫu. Chúng ta có một bảng gồm cột viết số và cột đọc số. Mời các bạn nhấn vào nút học sinh làm bài để thực hiện. Dựa vào phần viết số, chúng ta sẽ đọc được số giống như mẫu ở đây. Còn ở hàng này, chúng ta chưa biết số đó là số nào, nhưng mà dựa vào phần đọc số chúng ta có thể viết được, đúng không nào? 19.005.130. Chúng ta sẽ viết được số như sau: 19.005.130. Cùng đọc xem thử đã khớp với phần đọc số ở đây chưa. 19.005.130. Làm tương tự như vậy với ba hàng còn lại, chúng ta sẽ hoàn thành xong bảng này. Sau đó mời các bạn nhấn vào nút kiểm tra để xem thử mình đã thực hiện đúng chưa. Và bây giờ mời các bạn thực hiện bài 2. 2. Các số 5.437.052, 2.674.399, 7.186.500, 5.375.302. Viết theo thứ tự từ bé đến lớn là
Để viết được dãy số này theo thứ tự từ bé đến lớn thì việc chúng ta cần làm đó là so sánh giữa các số đã cho sẵn, xem thử số nào bé nhất và số nào lớn nhất. Mời các bạn nhấn vào nút học sinh làm bài để thực hiện. Trong 4 số đã cho, đây đều là các số có 7 chữ số. Vậy hãy cùng so sánh chữ số thuộc hàng có giá trị cao nhất, đó là chữ số ở hàng triệu, xem số nào có giá trị nhỏ nhất thì chúng ta sẽ tìm được số đầu tiên. Dễ dàng nhận ra được số bé nhất đó chính là số 2.674.399, đúng không nào? Tiếp tục so sánh thì lớn hơn số 2 một chút, đó là số 5. Chúng ta có hai số 5 đều là thuộc hàng triệu. Vậy việc chúng ta cần làm là so sánh xem thử số nào bé hơn. Thì ở hàng trăm nghìn, đây là số bé hơn. Vậy chúng ta sẽ viết được số tiếp theo, đó chính là 5.375.302. Tiếp tục so sánh như vậy, chúng ta sẽ hoàn thành được và viết được dãy số theo thứ tự từ bé đến lớn. Viết xong các bạn hãy nhấn vào nút kiểm tra xem thử mình làm bài đúng chứ nhé. Còn bây giờ cùng thực hiện bài 3. 3. Viết số thích hợp vào ô trống theo mẫu. Ở bảng này chúng ta có hàng số với các số đã cho sẵn. Hàng giá trị của chữ số 2, giá trị của chữ số 7 và giá trị của chữ số 8. Theo mẫu thì chữ số 2 ở số đầu tiên thuộc hàng trăm triệu, cho nên giá trị của chữ số 2 đó là 200 triệu. Hãy cùng nhấn vào nút học sinh làm bài để thực hiện. Cùng quan sát, ta thấy được số 7 thuộc hàng triệu đúng không nào? Vậy ta sẽ viết được ở đây là 7 triệu. Còn ở đây, số 8 thuộc hàng đơn vị. Vậy giá trị của chữ số 8 là 8. Thực hiện tương tự như vậy với hai số còn lại, chúng ta sẽ hoàn thành xong bài 3. Hãy nhấn vào nút kiểm tra để xem thử các bạn làm bài đúng chưa nhé. Cùng thực hiện bài 4 nào. 4. Chọn chữ đặt trước câu trả lời đúng. Số gồm 5.040.321 đơn vị là. Để biết được số đó là số nào thì chúng ta cần kiểm tra xem thử trong 4 đáp án cho sẵn ở đây thì đáp án nào có các giá trị của số phù hợp với số mình được biết nhé. Mời các bạn nhấn vào nút học sinh làm bài để thực hiện. Cùng kiểm tra 5 triệu. Cả 4 đáp án đều có chữ số 5 ở hàng triệu. 40.000. Như vậy là chỉ còn câu A và câu D. 300. Vậy dựa vào thông tin này chúng ta đã tìm được đáp án mà chúng ta cần phải lựa chọn là đáp án D đúng không? Mời các bạn cùng nhấn vào nút kiểm tra để xem thử mình làm bài đúng chưa? Nếu sao rồi các bạn có thể nhấn vào nút làm lại để thực hiện nhé. Vậy là các em lại vừa được học thêm một bài học bổ ích. Các em hãy luyện tập nhiều hơn trên phần mềm iCBook để nắm vững kiến thức hơn nhé. Hẹn gặp lại các em ở những bài học sau. Chúc các em luôn chăm ngoan học giỏi. Chào tạm biệt.